Lạc thiền là gì? Thiền giả nếu chịu nghe văn, chịu tư duy, tư, nhận thức, rồi sau đó thực hành, đó là đường lối tu tập truyền thống Đức Phật hướng dẫn cho đệ tử mình học, tu, và rất nhiều người đã thẳng đến địa vị giải thoát giác ngộ trong tứ quả, tam thừa. Thiền tu pháp môn thiền định trong Đạo Phật không hề có lạc, gọi là lạc thiền, là ai đó tu nhầm thiền nào khác, chắc chắn không phải là pháp môn thiền truyền thống của Đạo Phật, hoặc có thể người ta tu lệch thiền, lệch đồng nghĩa với lạc cũng nên. Nếu ai đó tu lệch thiền thì lạc thiền là cái chắc, bởi vì tu thiền mà lệch lạc thì có nghĩa là tu trật, tu sai. Thế cho nên, thiền giả muốn học thiền phải học với Đức Phật qua kinh điển truyền thống của Phật, hoặc phải tầm sư phỏng đạo như Huyễn, như Giác thiền sư ngày xưa. Tầm cho đến khi gặp Minh Thư Thiền, người đã từng trải nghiên cứu tầm yếu chỉ, đã từng dẫm đạp ngang dọc tới lui trên lộ trình văn tư tu, kim chỉ nam truyền thống của Đạo Phật, đi theo con đường hướng dẫn, chỉ đạo của người đã thành công và đến đích, thì lệch đường lạc lối, ác không thể xảy ra. Thời nay có một thành phần người xuất gia mà không đủ cơ duyên học Phật thâm sâu, người ta cũng ngỡ mình là tăng bảo như hàng tăng bảo minh sư chánh thống. Người ta cũng lập chùa, cũng tôn tượng, cũng thờ nhiều thần thánh với một khung cảnh nhìn qua huyền bí, cũng có phần tịch tỉnh trang nghiêm. Rồi người ta cũng chiêu tập tăng tục để hướng dẫn tu thiền. Lối chiêu tập hướng dẫn tu thiền như vậy, tu thiền mà không biết đối tượng thiền, người học thiền không biết mình thiền để làm gì, để tìm gì. Nói đến thiền, ấn tượng đầu tiên trong não mọi người, người ta nghĩ đến ngồi. Thực ra thiền không chỉ có ngồi, trong thiền môn có từ kinh hành tức là thiền hành đó. Ngồi 3 tiếng, 2 năm, 6 tiếng để tìm mà chưa biết tìm gì, để tưởng mà chưa biết tưởng gì. Từ ý niệm tìm tưởng bâng quơ, không mục đích, không đối tượng. Lâu ngày người trở thành đờ đẫn, lú lẫn, tững tững ngơ ngơ, thường sống trong một cảnh giới mơ màng nào mà tự thân họ không hề biết. Đó là kết quả mà người ta gọi là lạc thiền. A-di-đà Phật, ông là ai? Niệm danh hiệu Phật A-di-đà là pháp môn tu Phật khá phổ biến ở Việt Nam và Trung Quốc. Pháp môn tu này người Việt Nam và người Trung Quốc đồng hiểu và cùng gọi Tịnh Độ Tông, gọi tắt tu Tịnh Độ. Mà tu Tịnh Độ thì đa số người ta chỉ biết niệm, kêu tên Phật cho thật nhiều, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm kêu càng nhiều càng được cho là quý, để lấy công lao đó làm điều kiện mong đổi lấy vãng sanh sau khi chết. Ngày nào chưa chết còn sống thì cứ liên tục ước mơ liên tục thường xuyên, người ta cho là càng tốt. Nhất tâm bất loạn là phải kêu tên A-di-đà Phật liên tục không ngừng nghỉ, trừ khi đuối sức hoặc ngủ nghỉ uống ăn. Ước mơ mong cầu cũng liên tục như vậy, ai tu được như vậy, lúc chết quyết được vãng sanh cực lạc. Đấy là hiểu biết theo cách tu Tịnh Độ phổ thông, không đáng lý luận gì thêm chi nữa. Tuy nhiên, nếu người trí muốn tìm hiểu đệ nhất nghĩa của pháp môn Tịnh Độ thì khác hẳn cách tu Tịnh Độ nói trên. Tịnh Độ đệ nhất nghĩa, ngay khi tu pháp môn Tịnh Độ có thiền. Ngược lại, người tu thiền có Tịnh Độ đệ nhất nghĩa. Thế cho nên, người trí thấy biết rõ tu thiền tu tịnh không cần đốt kinh, đốt sách kỳ thị lẫn nhau. A-di-đà Phật, tên thật, tên có ý nghĩa ẩn tàng chân lý, vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng quang, vô lượng thọ có nghĩa là vũ trụ. Vô lượng quang có nghĩa là không gian. Vô lượng thọ có nghĩa là thời gian. Sáng tỏ khắp mười phương sáng vô cực, hiện hữu suốt ba đời tồn tại vô cùng. A-di-đà Phật là đức tánh thanh tịnh trong sáng bản nhiên của không gian, thời gian ấy. Niệm chân lý nhớ đức tánh thanh tịnh, sống với đầu óc, với tâm thanh tịnh bản nhiên.
A-di-đà thì ta là A-di-đà, ta đang ở đâu, đất nước nào thì ở đó hóa ra tịnh, tịnh độ. Cõi tịnh độ là y pháp của Phật A-di-đà, của người vãng sanh tịnh độ. Cõi đó cực kỳ tráng lệ, tất cả những gì trong cõi nước ấy thuần tịnh. Vì thuần tịnh và đẹp đẽ tráng lệ, cho nên tất cả những gì có ở cõi ấy đều được xem và quý chuộng như vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, san hô và hổ phách. Những người được ở cõi nước đó chỉ thọ dụng những điều sung sướng, an vui, hạnh phúc, không hề bị khổ. Cho nên cõi ấy còn được gọi là cực lạc. Phật A-di-đà ở đâu thì ở đấy là cõi tịnh độ. Người niệm Phật A-di-đà nhất tâm bất loạn ở đâu thì ở đó là cực lạc. Nhớ đến Phật Thích Ca, Niết Bàn là y báo của Phật Thích Ca và cũng là y báo của người tu học chịu làm đệ tử Phật Thích Ca. Thời kỳ Phật Thích Ca tại thế, ai cũng biết Phật ở xứ Ấn Độ. Xứ Ấn Độ là một phần đất nhỏ so với toàn thể đất trên mặt địa cầu. Vậy mà Đức Phật đi đâu, ở đâu thì ở đó là Niết Bàn. Kinh điển gọi Niết Bàn bất ly ư đương xứ. Với người đệ tử Phật, chịu tu theo Phật cũng được họ dụng Niết Bàn bất ly ư đương xứ như vậy. Người tu tịnh độ phải học về Phật A-di-đà rằng tự tánh Di-đà duy tâm tịnh độ, tìm tịnh độ trong vũ trụ bao la. Nếu tâm mình không tịnh thì không bao giờ tìm được. Tưởng tượng cõi tịnh độ ở phương trời Đông Tây nào khác lại càng không bao giờ tìm đã có. Bởi kinh điển dạy pháp giới nhất chân. Người tu thiền phải học về Phật Thích Ca, phải biết ba đời mười phương Phật và tất cả cõi nước đều do tâm đạo. Sử dụng Phật nhãn nhìn đâu Niết Bàn ở đấy, sử dụng nhục nhãn dày đặc vô minh nhìn đâu cũng toàn là tam đồ lục đạo, là cõi ta bà. Thế cho nên Phật dạy, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm. Có nghĩa, tâm con người phải tịnh mới có Niết Bàn, và tịnh độ, muốn có tịnh độ Niết Bàn, trước hết là phải tịnh tâm mình. Người tu thiền tốt, thọ dụng Niết Bàn hiện tại lúc đang tu. Người tu tịnh độ tốt, an trú cực lạc ngay cuộc sống thường ngày. Tu tịnh cũng như tu thiền, hứa hẹn và để dành kết quả sau khi chết mới thọ dụng, là đường lối tu học sai lầm của những người ảo tưởng, thường kiến. Lời Phật ý kinh ấy là chân lý, là sự thật cho cả những người đệ tử Phật tu tịnh cũng như tu thiền. Liễu Liễu Đường ngày 31 tháng 10 2011. Tu tịnh sai. Đệ tử Phật học theo lường lối, ứng dụng kim chỉ nam, nghe tư duy và ứng dụng thực hành văn tư tu theo lời Phật ý kinh. Tìm cái gì sai lạc lầm lẫn trong pháp môn tịnh độ không có. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh là chân lý, không thể tìm một cái hở nhỏ nhất sai lầm. Ngược lại, người có tâm trạng sầu muộn, ưu tư, tràn đầy dục vọng vô minh mà trông mong ước sao, mà cầu nguyện cho mình được sống cảnh cực lạc ở tận nơi đâu không bao giờ có. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là lời Phật ý kinh và là chân lý. Học tu như thế là tu đúng chánh pháp. Người tu tịnh độ chân chính rất cần có minh sư. Tu tịnh độ với những bậc thầy không phải minh sư, tất nhiên vấn đề sai lạc không thể tránh khỏi. Những tà sư không phải minh sư, người ta có thể hướng dẫn dạy rằng tu tịnh độ để nhờ, để cho sau khi chết được vãng sanh cực lạc. Người ta dạy rằng niệm kêu danh hiệu Phật 10, 15, 20 tiếng đồng hồ, thay chết có thể chuyển từ lạnh sang nóng, từ cứng đổi thành mềm. Lúc bấy giờ gọi đó là vãng sanh. Người ta dạy rằng kêu danh hiệu Phật nhiều, kêu liên tục, gọi đó nhất tâm bất loạn. Người ta dạy rằng người trọng bệnh sắp chết, khó chết, hội họp đông người cùng kêu danh hiệu Phật, người bệnh khó chết được chết và được vãng sanh.
Người ta dạy rằng khi có người chết, hội họp đông đảo lại cùng nhau kêu tên Phật càng nhiều ngày, vong linh người chết chắc chắn vãng sanh. Người ta dạy rằng nếu thân nhân ai đó qua đời, bổn phận người sống phải thỉnh mời hội họp lại đông đảo, cùng nhau tụng kinh A-di-đà, kêu danh hiệu Phật A-di-đà, cầu nguyện Phật A-di-đà, tiếp dẫn vong linh vãng sanh tịnh độ. Lối hướng dẫn cách tổ chức tu hành như thế, ngoài đường lối văn tư tu của Minh Sư, chắc chắn không đem lại kết quả thực tiễn nào. Những lối tu hành đó tự trình diễn, tự tố cáo sự sai lạc của tổ chức mình trước bàn dân thiên hạ, trước nhãn quan của người trí. Tu tịnh độ không có gì sai lạc, cũng như tu thiền không có gì sai lạc là do con người làm ra. Ngày 31 tháng 10, 2011. Chánh tính. Tính là đức tin. Đức tin là tánh vốn có của nhân loại. Đức tin không dành riêng cho một chủng tộc nào. Mỗi chủng tộc có quyền tôn vinh, có quyền tin tưởng một đấng, một vị, một đức, một ông mà chủng tộc mình tin tưởng để tôn thờ. Do vậy, ở thế kỷ 21 này, nhân loại đề xuất chủ nghĩa tự do, trong đó có tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo. Phật giáo không muốn đặt mình là tôn giáo trong những tôn giáo, cũng không đòi hỏi quyền tự do tín ngưỡng cách nào, nhưng đạo Phật cũng có niềm tin và đức tin theo cách nhận thức chân lý của đạo mình. Có những người phát tâm muốn vào đạo, muốn tu theo đạo Phật, đa số ngỡ ngàng, vân vân, và muốn biết người vào đạo sơ cơ trước hết phải học gì. Người có ý nghĩ và đặt câu hỏi ấy rất cần thiết và chí lý, nhưng nếu tiếp nhận lời giải đáp câu hỏi đó với nhiều đạo sư thì chắc chắn sẽ nhận được nhiều câu giải đáp khác của mỗi đạo sư hướng dẫn theo sở kiến của mình. Ở bài viết này, bút giả thử đề xuất một ý chung cho những Phật tử sơ cơ học Phật. Người sơ cơ học Phật trước hết nên học về chữ tín. Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy: tin là cửa ngõ vào Niết Bàn, tin là thuyền bè để vượt qua biển Pháp. Dù vậy, có đức tin không chánh, tin không có chân lý, gọi là tạc tính. Những đức tin tánh, chánh, những đức tin đúng chân lý, gọi là chánh tính. Người trí học Phật hãy quan tâm, cảnh giác về đức tin của mình. Chánh tính trong đạo Phật gồm có những đức tin căn bản như sau. Thứ nhất, tính tự, tin mình có Phật tánh, tin mình có khả năng thành Phật, tin mình là chủ thể có khả năng nhận thức và chuyển hóa mọi sự vật hiện tượng. Thứ hai, tính tha, tin Phật là người đã hoàn thành tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, tin lời Phật dạy là chân, thật, là chân lý, tin lời Phật dạy văn tư tu là chân lý, tin tam vô lậu học là chân lý. Tính nhân, muốn ăn ngọt, gieo hạt giống ngọt, muốn ăn chua, gieo hạt giống chua, muốn ăn đắng, theo gieo hạt giống đắng, muốn cuộc sống bình an, phải gieo nhân thiện, muốn có trí tuệ, phải gieo nhân thiền định, muốn thành Phật, phải gieo nhân giải thoát tri kiến, tinh nhân là chân lý. Tính quả, ăn trái ngọt do gieo trồng cây trái ngọt, ăn trái đắng do gieo trồng cây trái đắng, ăn quả chua do gieo trồng cây trái chua, hưởng hạnh phúc an ổn trong gia đình do tu nhân tam quy ngũ giới, hưởng sự an lạc niết bàn, quả A-la-hán do tu nhân thực hành tứ diệu đế, tinh quả là chân lý. Thứ năm, tính sự. Giả sử người tạo thập thiện nghiệp không ai thấy, không ai ghi chép, vậy mà không mất. Người tạo thập thiện ác nghiệp cũng không ai thấy, không ai ghi chép, mà cũng không mất. 6. Tính lý. Người đạo nhân thập thiện không ai thấy, không ai ghi chép, không ai ban tặng, mà nhất định hưởng phước báo rằng trời. Người tạo nhân thập ác cũng không ai thấy, không ai ghi chép, không ai trị tội, vậy mà chịu báo khổ đau cùng cực ở tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kinh điển Phật nói:
vô lượng pháp môn tu, có nghĩa là phương pháp tu hành trong đạo Phật có nhiều lắm. Người tu pháp môn nào cũng là người vào cửa, người đi vào con đường thành Phật được. Tuy nhiên, nếu không có thiện hữu tri thức, không gặp được minh sư chỉ giáo hướng dẫn tu hành, lỡ mà lọt vào tà tính bởi tà sư, thì tất cả đức tin sẽ trở thành mê tín. Liễu Liễu Đường, ngày 31 tháng 10, 2011.